Chiều nay ngày 10 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát triển khai ứng phó với cơn bão số 5, bão Côn Sơn, trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Ngô Thị Kim Yến, Trần Phước Sơn. Đánh giá bão Côn Sơn là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Dự kiến bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền thành phố Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 12 tháng 9, gây gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, nguy cơ mưa lớn, lũ lớn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện, công văn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Theo đó, các quận huyện và các đơn vị liên quan đã thông tin bão cho nhân dân để chằng chống nhà cửa, chuẩn bị kịch bản di dời dân đảm bảo phòng chống dịch. Dự kiến toàn thành phố sơ tán với cấp bão là cấp 8, cấp 11 là hơn 58.680 người. 10 tàu thuyền trên 119 lao động thành phố đang hoạt động trên biển, có 5 phương tiện di chuyển trong vùng nguy hiểm đang di chuyển về vị trí an toàn. Các quận ven biển đang tiến hành kéo thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, xét nghiệm COVID-19 cho thuyền viên trú bão trên tàu thuyền, tổ chức cắt tỉa cây xanh để nhanh thu hoạch lúa. Sở Y tế thành phố đã chuẩn bị 44 xe cấp cứu vận chuyển cho những trường hợp về y tế. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, bão Côn Sơn là cơn bão mạnh, hiện cơn bão vẫn đang đi ngang, đi vào hướng Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương xây dựng phương án bão đi thẳng vào thành phố, chuẩn bị ở mức độ cao nhất để khi có tình huống xấu xảy ra thì kịp thời xử lý. Này thì chống bão nó khác với các cái lần trước và chúng ta cũng chưa có một cái tiền lệ. Đó là chúng ta vừa phải chống bão lại vừa phải chống dịch. Đây là một câu chuyện rất khó. Chúng ta có kinh nghiệm về chống bão, nhưng tôi nhắc lại là chúng ta không được chủ quan. Nhưng cái khó của lần này lại là phải vừa chống dịch nữa, tức là chúng ta phải đảm bảo cái an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh trong cái quá trình chống bão. Thì ngay cái việc tổ chức các cái lực lượng, rồi cái việc di dân là những vấn đề lớn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các sở ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, đồng thời nhấn mạnh chuẩn bị phương án vừa chống bão vừa chống dịch. Là các sở ngành và địa phương, nhất là một số các cái địa phương có các cái nguy cơ cao như là Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, rồi Liên Chiểu, Thanh Khê, Hòa Vang ấy, là công chí phải tập trung có cái phương án về phòng chống ngập úng. Thì tôi đề nghị ngành điện cố gắng duy trì không để mất điện, nhưng phải có cái máy phát điện dự phòng ở các cái trạm bơm để ứng cứu kịp thời. Tôi đề nghị mở ngay cái âu thuyền Thọ Quang để đưa tàu thuyền vào. Mặc dù thời điểm này chúng ta đang đóng và chúng ta rất lo ngại về tình dịch, nhưng mà chúng ta phải lấy cái an toàn của người dân lên trên, nên là phải mở cái âu thuyền này và công chí phải xây dựng ngay cái phương án về cái việc đảm bảo an toàn dịch. Về công tác di dời dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện xây dựng phương án chi tiết di dời dân, bố trí nhiều địa điểm di dời như phương án giãn dân trong vùng đỏ, Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân quận huyện có phương án về tích trữ lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian chống bão. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, quan điểm thành phố là phải đảm bảo và bảo vệ công trình tính mạng, tài sản của công dân là trên hết, thông tin kịp thời phòng chống bão, thiên tai đến với người dân. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào lánh nạn và tìm nơi trú ẩn an toàn. Sở Công Thương và địa phương rà soát các đơn vị cung ứng, không để đứt gãy. Sở ngành quận huyện chặt tỉa cây xanh, xử lý ngập úng, khẩn trương chằng chống các công trình, rà soát các khu phong tỏa và khu cách ly, đảm bảo lương thực thực phẩm tại các khu vực này, đảm bảo xét nghiệm cho nhân dân sơ tán, thành lập các đội xung kích, cơ động địa phương hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn đang cách ly.